Thầy xin chào các em nhé. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cái trận tự luyện số 2 vừa diễn ra vào ngày 22 tháng 4 vừa rồi. Dành cho học sinh trên cả nước, không phân biệt tỉnh nào hết. Đó. Thì cái vòng tự luyện nó sẽ gồm có 50 câu. Thầy sẽ giải chi tiết cả 50 câu đó luôn. Các bạn ha. Các bạn dành thời gian. Nếu các bạn muốn làm lại thì các em cứ cứ chụp cái màn hình lại, dừng cái màn hình lại rồi tự làm, rồi sau đó tu tiếp để xem cái đáp án cũng như lời giải của thầy, thì đó là cách học tốt hơn các bạn nhé. Câu số 1, bạn hãy chọn đáp án đúng. Chu vi hình tròn, người ta còn gọi là độ dài đường tròn các bạn ạ, là thường thường ký hiệu là C nhé, nó sẽ bằng 2 nhân pi nhân cho R đó. Trong đó pi là 3,14 đó. Như vậy công thức của chúng ta sẽ là 6,28 nhân R các bạn nhé. R là radius, là bán kính đó. Câu 2, đề dễ quá hả. X đoàn, mỗi đoàn 20 cầu thủ, thì tổng số cầu thủ là 20 nhân x thôi, đừng có bị số 29 nó lừa các bạn nha. Câu số 3, biểu thị diện tích của hình chữ nhật dài A rộng 7. Diện tích thì lấy dài nhân rộng thôi, là 7A các bạn nhé. Có chừng nhầm với chu vi nhé. Câu 4, tổng của x và hai lần y, x cộng 2y tức là tổng của x và hai lần y thôi. Trời ơi, biểu thị tổng của 7 và y thì nó là thằng cuối nè. Biểu thức đại số tích của 7 và y thì nó là này. Hiệu cái này là các em cố gắng là đi phải làm rất là nhanh để tiết kiệm thời gian cho những câu sau ha. X bằng trừ 1 bình lên là bằng 5, 5 trừ 5 là bằng 0, chia 2 thì cũng bằng 0 thôi. Câu 7 thì các em cứ thay vô game tính thôi nhé các bạn nhé. Đáp án sẽ là 9 phần 4 thôi. Các em cứ thế vô kem tính. Tính giá trị của biểu thức tại giá trị của biến. Câu nào cực khó thì thầy mới dừng lại, thầy hướng dẫn các em thôi nhé. 4 x 1 cộng 4 x 1 thì hết rồi. Kết quả là bằng trừ 5 thôi. Câu số 9, N bằng trừ 1. Trời ơi, nhân vô tính toán ra 20 các bạn nhé. Chưa có gì để phải tăng tăng cả. X bằng 1 thì nó sẽ bằng 5 thôi. Biểu thức đại số nào biểu thị chu vi tam giác đó, có độ dài mỗi cạnh là x, thì chu vi là lấy cạnh ba cạnh cộng lại thôi, mà mỗi cạnh đều bằng x hết thì lấy 3 nhân x thôi. Tích của ba số x y z, trời ơi, x y z ha. X bằng 0 thì hai cái hạng tử đầu của đa thức nó bằng 0 hết, cuối cùng là bằng 2 thôi. Câu 14, biểu thị quãng đường đi được. S là bằng V nhân T các bạn. Công thức cuối thôi. Tiếp tục. 3 lần X tổng với lại 4 lần Y. Đó là cái thứ nhì. 16. Cho tam giác có các đường trung tuyến như thế. Các em vẽ hình cấp tốc, không cần vẽ chi tiết kỹ lưỡng chi đâu nhé. Thì BC nó sẽ bằng 2 lần BM, còn BN nó bằng nửa AB thôi. Vô thi là phải vẽ nháp thôi chứ không có thời gian rề rà đâu. Câu số 17, cho tam giác rồi vẽ hình. Cái vẽ hình khẩn trương nhé, vẽ đại vẽ nháp cũng được. DA bằng nửa DE, có nghĩa là A là trung điểm của DE đó các bạn. Và lúc đó là cái đường FA là nối đỉnh với lại trung điểm cạnh đối diện thì nó sẽ là trung tuyến các bạn nhé. Đáp án thứ nhì là đáp án đúng ha. Rồi, hãy tìm tất cả các đáp án đúng dưới đây. AC là trung tuyến tầm 7, nó là cạnh. AM là trung tuyến thì đúng. BN là trung tuyến tầm 7, N chắc gì là trung điểm, đâu có ký hiệu đâu. CP là trung tuyến thì đúng.
Như vậy ta chọn hai đáp án đó. Tiếp tục, tam giác ABC có AM là đường trung tuyến. Đó, các em vẽ hình khẩn trương nè. ABC, AM là trung tuyến nối xuống, đó, ở dưới là trung điểm nha. BC thì bằng 12. Trời ơi, hỏi nít. BM thì bằng nửa thôi, bằng 6 nha. Cho trung tuyến tức là cho trung điểm. Mỗi tam giác thì nó chỉ có 3 đường trung tuyến thôi. Rồi, bây giờ ta nói trọng tâm các bạn, thì các bạn phải nhớ tới tính chất của trọng tâm tam giác ha. Trọng tâm tam giác thì các em nhớ lại đi, ta vẽ cái hình nhanh khẩn trương nha. Rồi, ba trung tuyến gặp nhau tại trọng tâm H, thì khoảng cách từ trọng tâm tới mũi đỉnh đó các bạn, nó sẽ bằng 2/3 của cái trung tuyến tương ứng, tức là trung tuyến đi qua cái đỉnh đó các bạn nhé. Như vậy chúng ta sẽ có là KH trên KN là bằng 2/3. Tương tự là GH trên GM cũng bằng 2/3. Và LH trên LB cũng bằng 2/3. Ba cái này bằng nhau cùng bằng 2/3 này. Tiếp tục. Bây giờ KM là trung tuyến thứ nhất, HN là trung tuyến thứ hai, cắt nhau tại G, thì AG phải là đường trung tuyến còn lại. Tính chất trọng tâm mình vừa mới học xong. Tiếp tục, cho G là trọng tâm thì từ cả cái trung tuyến nó sẽ được chia thành 3 phần, trong đó từ M tới G là 2 phần, còn G tới H là 1 phần các bạn nhé. Từ đó nó sinh ra nhiều cái tỷ số lắm, 1/2, 1/3, 3/2 vân vân. Các em phải chọn tỷ số đúng. MG bằng 1/3 MH là tầm 7. MG bằng 2/3 MH thì đúng. MG gấp đôi GH thì đúng. Cái cuối MG gấp 3 sai rồi. Chọn hai cái thứ nhì và thứ ba thôi. Câu số 24. Các em cũng vẽ nhanh cái hình cho thầy ha, vẽ nhanh cái hình. Rẹt rẹt. Lại là tính chất trọng tâm các bạn nhé. G là trọng tâm. Như vậy là từ G tới từ Q tới G chiếm 2 phần, còn từ Q tới Y chiếm 3 phần. Như vậy là ta có cái tỷ số QG trên QY là bằng 2/3. Rồi tiếp tục. Giao điểm của hai trung tuyến thì nó là trọng tâm, đúng rồi. Tiếp tục. Bình phương cạnh huyền thì bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Đó là định lý Pythagore mình đã học rất là chuẩn rồi. Rồi. Tổng quãng đường đi được thì bằng hai quãng đường cong ghép lại thôi. Quãng đường cong thứ nhất là lấy vận tốc nhân thời gian là 30x ha. Quãng đường cong thứ hai là lấy vận tốc 55 nhân số giờ là y. Như vậy là 30x cộng 55y. Cái thứ nhì các bạn. Rồi. Cái này thì lập phương của 3 cộng với bình phương của B, tức là cái cuối kìa, tổng của A lập phương và B bình phương. Cho các biểu thức đại số mà người ta quy định chữ A với chữ B là hằng số rồi, tất cả những loại chữ còn lại là biến số hết. Như vậy là X, Y, M, N và Z đều là biến các bạn. Như vậy ta có 5 biến tất cả nhé. Câu 30. Trung bình cộng của A và B, tức là A cộng B là chia đôi ha. Nửa hiệu của A và B thì lấy A trừ B chia đôi. Tổng các lập phương của A và B, tức là A mũ 3 cộng B mũ 3. Vậy thôi. Cái này thế vô tính các em. ABC bằng 1 hết thì biểu thức A, nếu các em tính đúng nó sẽ ra âm 2 cộng 1, tức là bằng âm 1. Còn anh này sẽ ra là âm 3 nha. Như vậy là A và B có cùng dấu, dấu âm. Chọn đáp án đầu tiên và bỏ đi luôn. Cái này thì cũng ráp vô rồi tính thôi ha. Các em ráp vô tính thôi. Cái đầu tiên là 3 bình trừ cho 3 nhân 5 là 15, trừ cho 5 bình các bạn. Như vậy là A lớn của chúng ta nó sẽ bằng là trừ 31 nha. Còn B lớn là A trừ B, tức là 3 trừ 5 là bằng âm 2 tất cả bình. Và trừ 2 nhân tích của A và B, tức là nhân cho 15. Như vậy nó ra 4 trừ cho 30
là bằng trừ 20, 26 các bạn. Âm 31 thì phải bé hơn âm 26 rồi. Câu 33, P bằng 0 thì A nó phải bằng 3, tự tính đi. Ở dưới x mũ 4 là x mũ chẵn. Như vậy là ta chọn x bằng âm 1 và dương 1 để lúc mũ 4 lên đều bằng 1. Và 1 trừ 1 thì bằng 0 em. Câu số 35 là thay vô rồi tính thôi. X trừ 1 bằng trừ 2. Như vậy suy ra x sẽ bằng trừ 2 cộng 1 là bằng âm 1. Rồi các bạn thế vô. Thế vô thì m nó sẽ bằng là trừ 1 mũ lẻ thì ra âm 4. Nhân với 4 là bằng âm 4. Trừ cho 5. Mũ chẵn thì mất dấu ha. Trừ 1 nhân trừ 3 thành dương 3. Là trừ cho 1. Như vậy kết quả là âm 10 cộng 3 thì bằng âm 7. Câu số 36 lại là hai đoạn đường con cộng lại. 7 nhân A đoạn đường con thứ nhất, 45 nhân B là đoạn đường con thứ hai. Tổng sẽ là 7A cộng 45B. Cái này lại thay vào thôi. X mũ 5 là 1, mũ 5 là bằng 1, vứt đi. Như vậy ở lần trước thực ra là 2 bình là bằng 4. Rồi trừ cho 2 nhân 2 bình tức là 8 các. Kết quả là sẽ bằng âm 4. Câu 38. Thế vô tính thôi. 1 cộng 3 mũ 2 là 9. 9 cộng 1 10 chia 5 là bằng 2 nhé. 2 rồi trừ cho 3 các. Kết quả là bằng âm 1. Câu 39 thì chỗ nào y bằng 0 thì các em bỏ đi. Như vậy chỗ này là bằng 1 phần 3 nhân cho âm 3 là thành âm 1 các em nhé. Âm 1 rồi cộng cho 5 nữa thì thành âm 4 ha. Đáp án là âm 4. Các em nhớ là muốn tự làm thì khoan xem đáp án của thầy. Giữ cái màn hình cho nó dừng lại, pause, rồi làm, rồi so với đáp án của thầy các bạn nhé. 3 mũ 3 là thành 27. Cộng 7 nhân âm 4 là thành âm 28 ha. Rồi trừ cho 28 nữa là thành âm 46. Âm 46 mà cộng cho 27 thì nó sẽ ra âm là cái chắc rồi. Âm 19 các bạn nhé. Câu 41 thầy làm nhanh quá, nhiều lúc cũng có thể sai thì các em có thể tự sửa lại ha. Làm cho vui thôi. AMN cân ở A mà có AI là trung tuyến. Thì trong đường trong tam giác cân á, thì trung tuyến xuất phát từ đỉnh cân á, thì sau này các em học nó sẽ là đường phân giác luôn, nó sẽ là đường cao luôn và là đường trung trực luôn. Như vậy góc MIA nó sẽ bằng 90 độ thôi. Câu 42. Tam giác ABC có cạnh BC về bằng 8 cm. Đó. ABC này. Có con này bằng 8 ha. Rồi M nằm trên BC. Sao cho thằng này bằng A. Thì để AM là đường trung tuyến thì M phải là trung điểm. Thì lúc đó A sẽ bằng nửa của 8 thôi, tức là bằng 4. Rồi, tiếp tục lại một câu hỏi giống cái hình hồi nãy các bạn. Tức là cho một tam giác cân ha. AMN Y là đường trung tuyến. Như vậy là tam giác, hai cái tam giác hai bên này sẽ bằng nhau này. Vấn đề là sắp đỉnh tương ứng thôi. Ta chọn đáp án cuối cùng nó mới đúng đỉnh tương ứng nha. Câu 44. Cho tam giác ABC có BC bằng 12. Như vậy chúng ta vẽ. Như vậy nếu các em vẽ hình đúng á thì đoạn mẹ này bằng 12 nè. Đoạn con này sẽ bằng 6 nè. Rồi chia đôi ra nữa, trung tuyến nữa. Thì cuối cùng BN sẽ bằng nửa của 6, tức là bằng 3 cm các bạn nhé. Cố gắng là phải vẽ hình cho nhanh. Rồi tiếp tục. Một tam giác có đáy là BC, có đường cao tương ứng là AH. Các em biết diện tích rồi đúng không? AH thì bằng 4 ha. Diện tích thì bao nhiêu tôi không biết. Diện tích là bằng 36 để cho kìa. Như vậy là lấy 4 nhân cho BC chia đôi thì bằng 36. Thì từ đây các bạn sẽ suy ra là BC sẽ bằng 2 nhân 36 là 72, đúng không? 72 rồi chia cho 4 nữa. Như vậy là
còn 18 cây. BC còn 18 cm. Rồi M là trung điểm, bởi vì AM là trung tuyến mà đề cho mà. Như vậy MC sẽ bằng nửa của 18 thôi, tức là bằng 9 cm. Câu 46, ta lại vẽ cái hình cho nhanh. Tam giác ABC cân tại A, rồi AH là đường cao, thì nó cũng sẽ là đường trung tuyến thôi. Rồi ta lấy cái đường trung tuyến AH, ta chia làm 3 phần, lấy từ đỉnh xuống 2 phần thì nó sẽ ra trọng tâm thôi. Và theo đề thì từ G tới A là bằng 10 cm. Như vậy cái trung tuyến nó sẽ bằng 3 phần 2 của cái số 10. Như vậy nó sẽ bằng 15 cm các bạn nhé. Câu 47, ta lại vẽ cái hình khẩn trương thêm. Rồi cho cái tam giác là MNB, rồi em lấy điểm K ở phía dưới để nó thuộc tia đối của tia NM này, sao cho hai cái đoạn NM với lại NK là bằng nhau. Còn cái đoạn NP thì bị chia ra thành 3 khúc, trong đó lấy điểm F sao cho NF là nó chiếm 1/3 của PN. Rồi người ta yêu cầu là gọi E là giao điểm của MF với lại thằng PK bên dưới nha. Giao điểm dưới này là E nè, thì lúc đó KE nó sẽ bằng EP các bạn nhé. Tại sao lại bằng thì các em nhìn cho kỹ. Trong cái tam giác lớn nhất là tam giác MPK thì các bạn dễ dàng thấy được là N là trung điểm của cạnh MK thì PN là đường trung tuyến, đúng không? Đường trung tuyến nó đang bị chia thành 3 phần mà lấy từ đỉnh P xuống F là 2 phần. Như vậy suy ra F là đường, F là trọng tâm của tam giác MPK. Và nếu nó là trọng tâm thì khi thầy nối cái đỉnh M ở phía trên với lại F kéo dài xuống phía dưới thì đó phải là đường trung tuyến. Tức là ME phải là đường trung tuyến của tam giác lớn. Và lúc đó E phải là trung điểm của cái cạnh tương ứng ở phía dưới là cạnh KP. Đó là lý do KE bằng EP. Câu số 48, thêm vẽ nhanh cái hình. Rồi, cái bài này các em vẽ nhanh cái hình, nhiều lúc áp lực thời gian các em chọn lùi luôn. Còn nếu để giải nó một cách đúng nghĩa tự luận á, thì các em phải nhớ cái bài toán cơ bản này nè. Các em tham gia các khóa học của thầy ở trên trang web buồnnguyenluận.com thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái bài toán cơ bản là cái đường trung tuyến á, AM nè, bao giờ nó cũng sẽ nhỏ hơn trung bình cộng của hai cạnh hai bên, tức là AB cộng AC chia đôi các em ạ. Đó. Và ta vận dụng vô bài này. Ở đây không có thời gian thầy giải thích nhiều đâu các bạn nhé. Như vậy là ta có là NI. NI thì nó sẽ nhỏ hơn NM cộng cho NP chia đôi. Còn PG tương tự như vậy, PG nó sẽ nhỏ hơn PM cộng PN hay là NP đó chia đôi. Bây giờ thầy cộng phe trái với trái, phe phải với phải thì thầy sẽ có là NI cộng cho PG nó nhỏ hơn hai cái bên này cộng lại, hai cái vế phải cộng lại, thì hai cái vế phải cộng lại á, thì các em sẽ thấy nó sẽ là bằng NP. NP có hai lần cộng lại chia đôi là bằng NP, rồi cộng cho NM cộng cho PM và tất cả chia đôi. Thì các bạn để ý cái phe bên tay phải này nè, cái phe màu vàng này nè, NP á, thì nó bằng 12 rồi đúng không, để cho mà. Còn NM cộng PM, nhìn đi, NM cộng PM là hai cạnh màu vàng của tam giác lớn cộng lại thì nó phải lớn hơn cái cạnh còn lại, tức là lớn hơn 12 nhá. Lớn hơn 12. Như vậy là ta suy ra là NI cộng PG nó sẽ bé hơn 12 nè. Rồi bé hơn luôn, bé hơn. Riêng cái này là nó bé hơn hẳn là 12 cộng với lại 12 chia đôi ha. Kinh tính cái này thì nó sẽ ra là 18. Vậy thôi. Tóm lại là NI cộng BG sẽ nhỏ hơn 18. Nếu đó là một bài toán tự luận thì nó thành một bài toán dành cho học sinh giỏi đó các bạn. Còn ở đây là nhiều lúc các em chọn lùi luôn được, chọn cảm giác luôn được. Còn ở đây thầy đang giảng cho các em nâng cao kiến thức, thành ra thầy giảng rất kỹ các bạn nhé. Câu số 49,
thì chúng ta có một cái hình vẽ nhanh cái đã. Rồi tam giác ABC vuông AMN vuông tại A, trung tuyến MI. Rồi chia trung tuyến MI thành 3 phần. Rồi lấy từ đỉnh M xuống 2 phần thì nó sẽ ra trọng tâm O thôi các bạn nhé. Đó là cách vẽ trọng tâm từ một trung tuyến đó. Bây giờ chúng ta sẽ thấy những cái ý sau đây là đúng nè. Độ dài đoạn thẳng AN thì nó gấp đôi AI, tức là nó sẽ bằng 6 nha. Tiếp tục là MI. MI thì các bạn dùng định lý Pythagore trong cái tam giác màu vàng á, AMI đó, nó sẽ ra 5. Nếu các em tính đúng, MI nó sẽ ra 5 cm nha, định lý Pythagore thôi. Còn MO, MO là nó chiếm 2/3 của MI, mà MI là vừa bằng 5 đúng không? Vậy ta lấy 5 nhân với 2/3 thôi. Đó. 5 nhân 2/3 thì sẽ bằng 10, 10/3. Đáp án là 10/3. Còn OI là 1/3 của MI. Tức là lấy 5 chia cho, hay là đáp án còn lại thôi các em. Vậy nha. Câu số 50. Thì các em lại vẽ cái hình. Còn nếu bí thời gian mình có thể làm lụi luôn các em nhé. Như vậy AH là trung tuyến mà AH dài 15. Rồi HF là đúng bằng 5 thì nó chiếm 1/3. Như vậy chính xác F là trọng tâm của tam giác rồi các bạn. Rồi. Để có được những phản xạ nhanh và những cái kỹ thuật giải tham gia tiếp các cái vòng huyện, tỉnh và toàn quốc sau này, thì nếu có hứng thú các em cứ tham gia các khóa học sắp tới thầy sẽ mở ở trên trang web buinhnguyenluận.com các bạn nhé. Chào tạm biệt các em, ta kết thúc ở đây.